bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Thương Ti Ti Nguyễn. Các bạn ơi, hôm nay là đêm giao thừa 31 tháng 12. Và bây giờ nhà mình chuẩn bị đi đón giao thừa đây. Chúng ta sẽ đi coi pháo bông. Hôm nay thì tất cả các thành viên trong gia đình đều sẽ đi đón năm mới tại khu vực downtown của Dallas. Và mình muốn giới thiệu các bạn hai thành viên mà mình luôn luôn nhắc tới mà mình vẫn chưa có dịp giới thiệu các bạn, chính là Mèo Điên đây và con bông dễ thương này, Tin Tin. Hôm nay là mình cho hai con mèo nhà mình mặc áo đẹp đi đón năm mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với mình để mà đi coi bắn pháo bông nha. Mèo đừng có điên nữa nè, hình đem dây xích cho nó đó. Mèo mà giống chó dễ sợ, trời đất ơi. Rồi đi, đây đi mèo, dưới cái cổ, dưới cái cổ. Rồi đi, thôi đi không, thôi bế đi, em bế cho. Bế hả? Em bế cho. Bế đi, đè bế cho. Ây dạ. Được không? Bế được. Ôi trời ơi, con bông chết, con bông chết. Rồi đi, đi ra xem đi bác ơi. Đi, vô lên, vô đi. Đằng kia, cái nhà trọ đằng kia đó chính là cái Reunion Tower mà mình đã có dịp giới thiệu với các bạn trong một cái clip downtown lần trước. Đây chính là biểu tượng của downtown Dallas. Thì hôm nay là đêm giao thừa thì ở trên nhà trọ thường xuyên lúc nào cũng sẽ tổ chức bán pháo hoa hết. Nếu như bạn nào mà muốn mua vé lên trên đó thì cũng được, nhưng mà khá là mắc, cho nên thường là mọi người sẽ đậu xe gần gần đây nè để mà có thể quan sát được khung cảnh của tòa nhà tròn đằng kia. Hôm nay thời tiết khá là lạnh mấy bạn, ở đây sớm lắm. Nãy giờ thì mình không có kiếm được cái chỗ bạc kinh, cho nên mình đậu xe dọc theo người ta luôn. Cái này là đậu đại nha mấy bạn, chứ không phải là bạc kinh nha. Cái này là đậu đại giữa đường luôn. Rồi mọi người đang tấp vô nè, tấp vô thêm nhiều lắm. Quá lạnh quá các bạn ơi. Rồi chuẩn bị 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New tiếng á. Nếu như một chút nữa chúng ta đi dọc dọc đường đây, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều chỗ bắn bông nữa đó. Mấy bạn có thể nghe được âm thanh của những tiếng pháo bông của chung quanh chúng ta, rất là nhiều chỗ bắn.
ảnh thật á. Ở Mỹ thì thường là họ sẽ bắn vào hai dịp là July 4 là ngày độc lập của Mỹ với lại ngày New Year này. Thì ở khu nhà tròn này là thường là bắn New Year. Nhiều điều thú vị sắp tới. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã đồng hành cùng kênh YouTube Thương Tiên Lê Nguyễn và hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình và ngày càng có nhiều người hơn nữa, nhiều like, share, subscribe hơn nữa với kênh YouTube Thương Tiên Lê Nguyễn để mình có thể làm thêm được nhiều clip để các bạn đến nhiều nơi hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi vô cùng đặc biệt trong năm 2020 nhé. Happy New Year!